Rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về tốt những con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 về dương lịch. Đây là tốt con giáp phát tài phát lộc, trúng số độc đắc, tiền bạc không ngừng đổ ào ào về ví, của cải thì ngập tràn, tiêu xài thả phanh vẫn không hết. Và theo tử vi ngày mới dự đoán thì có tốt 5 con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới này từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9, với tốt con giáp sau đây là tốt những con giáp may mắn rất dễ trúng số ngồi rung đùi hot lộc. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong tốt những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý là một trong những con giáp thông minh tài giỏi, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần thuộc người tuổi Tý thì việc gì cũng thăng hoa tốt đẹp. Với đa số những người tuổi Tý đều tạo dựng được sự thành công khi từ lúc còn trẻ, họ luôn khiến cho rất nhiều người khác phải ngưỡng mộ bởi là sự sáng tạo và cá tính độc lập của chính họ. Với người tuổi Tý là người không ngừng biết kiếm tiền mà họ còn có khả năng giữ vững tài chính ổn định. Ai khổ thì mặc ai, nhưng với Tý không bao giờ rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhiều về vật chất. Và theo tử vi dự báo là trong 7 ngày tới đây, tức là bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, thì người tuổi Tý là con giáp được thần tài chiếu cố rất nồng hậu. Đặc biệt vào những ngày tháng cuối năm thì Tý sẽ gặp được rất nhiều hỷ sự giúp cho sự nghiệp, tình duyên, tài vận phát triển vượt bậc. Với người tuổi Tý vốn là người giàu có thì sẽ càng giàu hơn, còn những tháng cuối năm nữa thì được gặp đường nhân duyên cực tốt, trong cuộc sống tinh thần lại thăng hoa, kéo theo tài vận cực kỳ dồi dào. Và chắc chắn tử vi sẽ dự báo là trong 7 ngày tới đây, tức là trong một tuần mới này, từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, thì chắc chắn người tuổi Tý là của cải ngập tràn, thoải mái tiêu xài, ngồi rung đùi hưởng lộc chính là con giáp người tuổi Tý. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong tốt những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Tuất. Trời sinh con giáp người tuổi Tuất bắt đầu giàu có là nhờ vào sự nghiệp thăng tiến, dù làm việc gì cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ít khi quan tâm đến người khác, dù là tích cực hay là một phần của cải đều rất vượng, cũng là người chu đáo và sẽ cố gắng làm mọi việc cho chính mình. Và theo tử vi dự báo là trong 7 ngày tới, tức là bắt đầu từ ngày mai là ngày 22 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, dù là hoàn cảnh của Tuất sống không tồi, nhưng họ luôn là con giáp có lòng dũng cảm phi thường. Vì tính tình tốt nên họ chưa bao giờ từ bỏ khi chưa được tiền mà luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Họ sinh ra tử tế, gặp nhiều may mắn, cũng là người có khí chất mạnh mẽ, cộng thêm với sự chân thành nên con giáp này là con giáp có phúc có phần, tiền không ngừng đổ về túi người tuổi Tuất trong tuần mới này. Và dự đoán là trong 7 ngày, tức là ngày 22 đến ngày 28, thì người tuổi Tuất có rất nhiều cơ may trúng số độc đắc phát tài, tiền bạc không ngừng đổ về túi người tuổi Tuất. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong tốt những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 về dương lịch này, đó là con giáp người tuổi Mão. Với người tuổi Mão thì trong 7 ngày tới, tức là từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, thì cát lộc đến tận nhà, vận trình thông thuận. Con giáp này là con giáp đưa ra rất nhiều sự lựa chọn đúng đắn, với những ý kiến của bạn luôn được cấp trên và đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình. Chính vì vậy mà hãy tận dụng những thời gian này để tập trung cho công việc, tìm kiếm những cơ hội để làm giàu.
Còn về mặt tình cảm thì bạn cầu gì chắc chắn sẽ được đó, nhưng cũng đừng quá bốc đồng và mù quáng, cần phải tránh gây ra những chuyện tranh chấp. Và người tuổi này nên phải dành thời gian giao tiếp nhiều hơn và cũng phải cẩn thận, tránh đắm chìm trong các mối quan hệ cá nhân mập mờ, nó có thể làm ảnh hưởng đến đường công danh và tài lộc của bạn trong tuần mới này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 về dương lịch này. Đó là con giáp người tuổi Mùi. Bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 thì con giáp người tuổi Mùi là con giáp có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt đẹp. Họ là con giáp nâng cao hiệu suất làm việc với năng lực thăng cấp và sự giúp đỡ của quý nhân, nên con giáp này có thể đạt được rất nhiều thành công hơn. Từng bước đã giành được các mục tiêu mà họ đã định với một tốc độ nhanh nhất có thể. Với con giáp người tuổi Mùi là con giáp có thể kiếm thu được rất nhiều lợi nhuận cực lớn, gia đình rất yên ổn, với mối quan hệ bạn bè thì cũng rất tốt. Chính vì vậy mà họ không lúc nào là cảm thấy cô đơn, và họ luôn có can đảm để nỗ lực phấn đấu trên con đường sự nghiệp. Còn với người tuổi Mùi là người khi kiếm được tiền nhiều sẽ tái đầu tư để có thể tổ chức tốt, và đây cũng là lúc mà con giáp Mùi làm ăn phát tài và phát đạt nhất. Chắc chắn là trong tuần mới này, từ ngày mai là ngày 22 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 thì Mùi thuộc trong những con giáp có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới, tức là trong 7 ngày từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ là một trong những con giáp phát tài trong tuần này, nên mọi công việc và đường nhân duyên của Ngọ đều ở mức ổn định và rất tốt. Về phần lớn, những sự may mắn cũng nhờ vào phước đức của bạn, và đây là thời điểm thích hợp để bạn cầu danh cầu lộc, nhất là những người đang xin việc hoặc muốn thăng chức tăng lương. Bạn chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ xây dựng được các ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng hoặc là cấp trên của chính mình. Với những bạn muốn ổn định ở công việc cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, bởi vì quý nhân luôn luôn dẫn đường chỉ lối cho bạn. Chính vì vậy, bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu của chính mình. Vận trình tài lộc tiến triển cũng giúp cho con giáp này gặp nhiều cơ hội phát tài hơn, từ đó thu về tiền bạc đầy tay, nên không bao giờ lo đến chuyện túng thiếu trong tháng 9 dương lịch của năm Nhâm Dần này. Với những ai đang làm công việc kinh doanh thì sẽ cực kỳ buôn may bán đắt, nên rất thuận lợi và gia tăng gấp bội. Còn đường tình duyên thì rất vượng sắc. Với người độc thân thì được mai mối để sớm thoát ế và tìm được người phù hợp hơn. Còn với chuyện cưới hỏi cũng diễn ra tốt như dự định. Hai người luôn nhận được rất nhiều những lời chúc phúc từ người thân, từ bạn bè cùng đồng nghiệp xung quanh. Chắc chắn là trong ngày 22 tháng 9 này đến ngày 28 năm 2022 về dương lịch thì những công việc hay đường nhân duyên của con giáp này đều cực kỳ tốt đẹp. Và trong 2 ngày, tức là ngày 27 và ngày 28 tháng 9, còn thêm một con giáp phát tài trong 2 ngày nữa, đó là con giáp người tuổi Thân. Đối với người tuổi Thân thì bẩm sinh cũng là con giáp thông minh lanh lợi, tuy không phải là con giáp phát tài trong cả tuần từ 22 đến 28, nhưng Thân thuộc con giáp xuất sắc phát tài trong 2 ngày 27 và ngày 28. Họ là con giáp rất giỏi giao tiếp, có thể kết bạn với bất kỳ ai. Với người tuổi Thân cũng là người kiên trì kiên định với mục tiêu mà họ đã đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt mọi áp lực. Và trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9 này thì người tuổi Thân gặp rất nhiều may mắn trong công việc dần khởi sắc. Và con giáp Thân này cũng thuộc con giáp vượt qua mọi khó khăn, từng bước vươn lên trong con đường sự nghiệp. Đặc biệt với những người tuổi Thân có thể sẽ gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan tiến chức. Nếu như làm kinh doanh thì cũng ký được rất nhiều những hợp đồng to và rất quan trọng.
và lợi nhuận nhờ đó cũng tăng lên gấp bội. Song bên cạnh thì người tuổi Thân cũng là con giáp cần phải chú ý nhất trong tháng 9, đó là con đường về sức khỏe. Bởi vì trong tháng này họ rất dễ mắc các bệnh có liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc là đường hô hấp. Nhưng trong 2 ngày là ngày 27 và ngày 28 tháng 9 này thì người tuổi Thân phải mua thêm két để đựng tiền. Bởi vì Thân thuộc trong top những con giáp trúng số độc đắc trong ngày 27 và ngày 28 tháng 9 năm 2022 về dương lịch. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.